Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì lại đến với cuộc đua Heroic nha. Mình đang nằm ở lap 7 và nó 4 rồi các bạn. Nhiệm vụ của chúng ta lần này sẽ là chiến đấu trong cái khu vực list và mình cần phải win tầm khoảng 3 trận nha. Đây, let's go. Khu này thì anh em mình sẽ đến với một cái đội hình. Đội hình lần này mình sẽ mang cái đội hình xịn xịn tí quýnh cho nó vui nha. Ok, let's go. Mình hiện tại đang là level 104. Hình như lên 105 rồi phải không ta? Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với nữ hoàng Macaron nha các bạn. Sức sát thương đến từ nữ hoàng Macaron thì nó cũng khá là mạnh đấy. Wow, và bé nữ hoàng này thì... Rồi, anh em mình thì bật cái hút máu lên đi ha. Wow, một hit là hạ được một con nha. Tiếp theo thì sẽ đến với... Wow, bé Jan, con này thì nó 4 sao nha mọi người. Wow, tuyệt chiêu gọi là cấu xé. Dùng bộ móng vuốt huyền thoại và nó giống như là nó bắn phi tiêu vậy nha. Rồi, thành viên cuối cùng của team bạn sẽ thuộc dòng đó chính là Heroic nha. Bé này thì 1 sao rồi. Wow, 171.000, cái lượng đam giật lên là thấy hết hồn rồi hen. Rồi ở đây 110 tiếp tục luôn nha. Đối thủ tiếp theo của anh em mình. Wow. Rồi tuyệt chiêu đặc biệt của nữ hoàng, chúng ta có thể giật lên tới tầm khoảng 6 lần nha các bạn. Wow, xóa sổ thành công một thành viên rồi đây. Bé này hơi ghê nha. Con này cũng là Macaron nè các bạn. Đó, thành viên cuối cùng của team bạn sẽ là bé, con này giống như Son Goku vậy. Hay con kêu nó là con chuột nha. Ok, ba em gõ ba hit thôi. Wow. Rồi, anh em mình lên được 400 viên game luôn. Tiếp theo thì mình sẽ đến với vẫn là 110 ha. Anh em mình 105 rồi. Wow, bé này thì là... giật đam cầu 189.000 luôn. Rồi rồi, ơi pha này không ổn lắm nha. Anh em mình sẽ nhờ tới siêu phẩm đi các bạn. Đây, Heroic Kalmas, một siêu phẩm của Dragon City luôn. Anh em mình quýnh cả ba thành viên cùng một lúc xem sao. Đó, tiếp theo thì mình sẽ bật cái chiêu búp máu lên để tăng cái lượng máu cho anh em mình nha. Đây, hên còn bật được cái miễn nhiễm, còn nếu như không thì thôi. Rồi, lần này thì nữ hoàng Macaron vẫn sẽ được ưu tiên nha các bạn. Đó, tiếp theo thì là cái gì đây? Skipper. Sát thương X2 ha. Rồi, 186.000. Victory luôn. Wow, 1, 2, 3. Ba trận hình như là mình đã quýnh đủ rồi đấy. Chỗ này thì anh em mình sẽ cho rồng ăn. Bây giờ mình đi kiếm rồng ăn hả? Còn hai hẹp. Chả lẽ là bây giờ phải để lợi hả các bạn? Mấy anh em mình quất luôn đi hen. Có hai hẹp thôi mà. Rồi, lụm luôn. Một mình bé này cho nó cưng cả ba luôn ha. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh, đừng quên để lại cho Hante một lượt đăng ký nha. Và nhớ mở thông báo thành cái chuông lên, để Hante có ra video thì các bạn sẽ nhận được thông báo nha mọi người. Và không biết mọi người hiện tại đã leo lap lên được tới lap bao nhiêu rồi ha. Comment chia sẻ với nhau cho vui. Rồi, chỗ này thì anh em mình victory nữa rồi. Đó, vô kèo lên được bậc bạc luôn. Wow. Và sau đây sẽ là sát thương nhân 2, tuyệt chiêu là Swer nha. Chiến tranh. Rồi với khả năng giật đam thì sao nha. Ui chết chưa, cái chiêu này bị giảm rồi. Chứ không giảm là bé này lên bảng đếm số cho mình rồi ha. Thành viên cuối cùng là Heroic nha mọi người. Con này giống như Phượng Hoàng lửa vậy các bạn ơi. Nhìn đôi cánh thôi là thấy ghê gớm rồi ha. Wow, victory. Lên răng bạc, cái lượng đam anh em mình được tăng thêm một ít.
Rồi bây giờ mình cần phải cho rồng lên level lần này để mình kiếm coi mình nên cho cái con nào đây nha. Mấy bé thuộc dòng VR xem. Đâu rồi? Đây, level 10 ha. Rồi, bé này thì ui, hình như là nó lên được có mấy cái thôi các bạn ơi. Wow, một là tốn 9 viên game, hai lót dép ngồi chờ. Rồi, nhiệm vụ lần này của chúng ta thì mình sẽ thả mấy cái ui cha. Mấy cái bé rồng yêu nhau ra cái chỗ ấp trứng này các bạn. Nhưng mà giờ anh em mình phải lót dép ngồi chờ tầm khoảng mấy tiếng nữa. Vì á là dưới 12 tiếng anh em mình mới xem quảng cáo bỏ qua nhiệm vụ được. Cái này là chờ khoảng 2 tiếng á các bạn ơi. Cay nha. Rồi và các bạn ơi, bây giờ anh em mình sẽ đến với cái khu vực khác để có thể chiến đấu nha. Khu này là khu arena. Đây, ở đây thì thấy khá là nhiều cao thủ luôn. Những các bạn level rất là mạnh ha. Rồi, tem bạn thì nó quýnh mình 2 cái nè. Ủa quýnh 2 cái mà không kích hoạt được miễn nhiễm sát thương luôn. Ghê thiệt. Rồi, vị trí này thì anh em mình sẽ phá giáp nha. Cũng như là mình búp ít máu cho thành viên Heris Kamas này cái. Wow. Rồi, lần này thì anh em mình sẽ sử dụng từ chiêu X2 sát thương nha. Đại tem bạn thì còn có mấy chục thôi. Tầm này thì mình sẽ chạy vô và mình nhờ là khả năng hút máu đi. Đó, ngon lành nha. Vậy là mình đã hạ được ui, cũng như là mình phá được 3 cái giáp luôn ấy các bạn. Với nhân vật mặt rồng gôn của anh em mình thì phá giáp một cách nhẹ nhàng luôn ấy. Wow, con này nó còn hút máu nữa. Ui, 2 lượt đánh, ca này khoai nha. Ôi, con này nó mạnh mẽ hơn mình nghĩ đấy. Rồi, lần này thì thành viên tiếp theo của team bạn, để mình xem cái lượng đam nó như thế nào. 109 căng nha. Thôi chạy vô. Rồi, chúng ta sẽ bật cái hút máu lên trước một cái. Rồi, sau khi hút được ít máu thì chắc có lẽ là mình sẽ búp máu đi ha. Đây. Đó, búp ít máu cho anh em sống đỏ qua cái mùa trăng này chứ. Rồi, lần này thì ca này khó nha. Ừ. 30%. Rồi, lụm luôn. Đây, tên bạn sẽ hồi sinh trở lại thêm một lần nữa. Ui, kích được miễn nhiễm rồi các bạn ơi. Rồi, mấy chú này tới công chuyện với mình rồi đây. Pha này nếu như mà hút máu thì cũng chả có bao nhiêu máu để anh em mình hút. Thì thôi, mình sẽ xài cái tuyệt chiêu này đi, hạ trước một con. Anh em mình cũng còn cái khả năng hồi sinh nè, cho nên nó là... Wow, 184. Pha này thì chắc có lẽ là chúng ta... Ui, nhưng mà tên bạn nó có khả năng hồi sinh đây các bạn. Nó khó ở cái chỗ là khả năng hồi sinh đấy. Ôi căng. Ôi ôi dư đam luôn mới đâu. Biết như vậy thì anh em mình cho con này ra trước thì ổn hơn ha. Để hy sinh hết một thành viên nữa rồi. Rồi vậy thì ổn rồi ha mọi người. Pha này anh em mình qua được. Nhưng mà hy sinh hết một con rồng xịn rồi. Rồi lần này thì mình phải kiếm con khác vô thay thế vị trí bé này mới được. Wow, tên bạn có Heris Kalmas luôn kìa. Level là 55. Wow. Rồi, lần này thì cho bé nữ hoàng đi ha. Đây, vô kèo liền. Cho nữ hoàng ra chiến đấu anh em mình. Ui, râu trắng made in Việt Nam nha các bạn. Mới vô thì bạn này đã xài cái thật chiêu gọi là búp máu để tăng khả năng miễn nhiễm sát thương lên. Mình thì cũng chơi giống bạn coi như thế nào ha. Wow. À và còn một cái điều thú vị nữa, đó là khả năng quýnh xuyên giáp của nữ hoàng ma cà rồng thì nó có thể quýnh xuyên cái miễn nhiễm sát thương luôn nha các bạn. Đó. Ui thốn nha. Nhưng mà khi mà bật cái miễn nhiễm ấy thì nó quýnh một cái thôi là đây mình lên dĩa ngồi rồi. Đó, cay kinh khủng luôn ha. Rồi lại chơi cái chiêu búp nữa.
Thôi lần này mình nhờ tới con trâu đi. Dù sao trâu mập cũng nhiều máu mà. Rồi, Macaron Gold của tem bạn level là 60. Căng nha. Rồi, chú ấy vô tình đã kích hoạt cái miệng nhiễm sát thương của Heroic Karma rồi các bạn. Đây, anh em mình tranh thủ búp thêm miếng máu nữa. Kích miễn nhiễm rồi nha. Pha này chắc mình cho con trâu ra xử đi các bạn ơi. Trâu mập sẽ lụm cái thành viên Heroic cái thành viên Macaron Gold này trước. Sau đó thì anh em mình sẽ tới cái bé level 51 này, thì mình cho cái con Heroic ra nó lụm đi. Chiến binh mùa bão. Bé này cũng 5 sao luôn chứ đâu đùa ha. Rồi, victory luôn. Đây, ổn ha. Ui, tên bạn có con Kamas nữa kìa. Rất là nhiều bạn thích xài hàng Kamas nha. Rồi, vô kèo luôn. Wow, đầu tiên là phải phá giáp của con này trước nữa ha. Anh em mình sẽ quýnh cả ba thành viên nè. Ui, con này nó kích miễn nhiễm rồi các bạn ơi, cay à. Ui, con này nó 4 sao luôn. Ui, không đùa được. Đây, miễn nhiễm sát thương luôn. Lần này thì chắc có lẽ là anh em mình có sát thương nhân 2 nữa rồi đây. Lên bảng. Rồi, pha này mình cho con trâu ra nha các bạn. Đây, thành viên tiếp theo thì wow, con này có 200.000 máu đúng không? Sát thương nhân 2 tăng thêm 30%. Ui ui, vậy mà không đủ đam luôn, căng nha. Ôi, ca này hơi gắt với mình đây. Rồi, hạ được một em nhưng mà nó sẽ trở lại thêm một lần nữa. Và cái lần trở lại này thì nó đúng chua luôn ấy. Wow. Ôi cha, nó xả 146.000 máu nha. Rồi, pha này anh em mình tính toán sao giờ ta? Búp máu đi. Đó, lên được 120. Ôi, nó cũng chơi búp máu luôn các bạn ơi, con này nó lại. ca này khoai ha. Rồi anh em mình xài chiêu đặc biệt luôn nha. Ôi, nó miễn nhiễm rồi. Ây cha, nó miễn nhiễm nhưng mà mình thì không các bạn ơi. Căng thiệt chứ. Ôi, không nghĩ là trận này quýt không lại luôn ấy. Ôi, cái con Kamas này nó lợi hại thiệt. Và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.